do đó người hiểu sâu nhân quả chẳng bao giờ dám làm chuyện phi pháp không chỉ chẳng dám làm mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ vì vậy đối với đạo hạnh và tu dưỡng của một cá nhân nhân quả có sức mạnh vượt xa luân lý và đạo đức người tu dưỡng đạo đức khá nhưng gặp phải những thứ gọi là danh cao lợi trọng vẫn chẳng thể chống nổi sự dụ dỗ vẫn có thể phạm lỗi chỉ có người tin sâu nhân quả Tùy thấy những thứ đó Tâm vừa động Nhưng nghĩ đến quả báo trong tương lai sẽ là như thế nào Bèn chẳng dám làm Trung Quốc từ xưa tới nay Xã hội ổn định vững bền Hiến ngàn năm dựa vào gì Điều chủ yếu nhất là dựa vào giáo dục nhân quả Ba nhà nho, thích đạo Đều có giáo dục nhân quả trong xã hội giảng nhân quả nhiều nhất nói thật ra đạo gia còn giảng nhiều hơn phật nhà phật cũng giảng không ít nhưng thường là khi giảng kinh chẳng chuyên nói về nhân quả chỉ là nói kèm theo do đó giáo dục nhân quả phổ cập thì đạo gia xếp hàng đầu Quý vị thấy Đạo gia có thái thượng cảm ứng thiên Văn xương đế quân âm chất văn Và tâm kinh của lữ tổ Những thứ ấy đều là của đạo gia Lưu thông phổ biến trong xã hội Tốt lắm Chư vị đã đọc Liễu Phạm Tứ Huấn Thiền sư Văn Cốc trao cho tiên sinh địa phàm sách công quá cách đó là tác phẩm được biên soạn dựa theo những giáo huấn trong cảm ứng thiên vì thế tam giáo tức tam giáo nho thích đạo tại trung quốc suốt mấy ngàn năm đã giúp đỡ quốc gia Giúp đỡ xã hội Xác thực là làm rất nhiều chuyện tốt đẹp Giúp cho xã hội an định Và giúp cho xã hội hài hòa Này chúng ta nếu muốn thành tựu đạo nghiệp của chính mình Ba căn bản ấy trọng yếu hơn bất cứ việc khác Đệ tử Quy cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp chúng ta phải nghĩ phải nhớ ứng quan đại sư lão nhân gia suốt đời đề xướng giáo dục nhân quả trong những kinh luận và thiện thư do hoàng hóa xã lưu thông số lượng lớn nhất là liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên dựng biến và an sĩ toàn thư thuở ứng quan đại sư xin tiền trong hoàn cảnh thuở ấy kỹ thuật ứng loát chưa phát triển cho lắm mà ngài có thể in ba loại sách ấy Nhiều hơn một trăm dạng bản Chẳng phải là chuyện dễ dàng Vì sao Ngài phải làm như vậy? Này chúng ta hiểu rõ Nhìn vào xã hội động loạn Thấy tai ương trên địa cầu nhiều ngân ấy chúng ta mới nhớ tới ứng quan đại sư suốt đời cực lực tuyên dương giáo dục nhân quả chúng ta mới hiểu rõ đạo lý ấy nay chúng ta muốn cứu chính mình trong đại kiếp nạn như thế tránh né bằng cách nào tin sâu nhân quả quý vị có thể tránh khỏi tai nạn này tin sâu nhân quả chẳng có mảy may hoài nghi điều này rất trọng yếu